Xin chào mọi người. Lời đầu tiên, chân thành cảm ơn Nguyễn Văn Cường, cảm ơn Nguyễn Hoàng Thân, hai bạn hội viên VIP Group Zalo. Hôm qua hai bạn chuyển khoản ủng hộ tớ. Cảm ơn Nguyễn Văn Cường, cảm ơn Nguyễn Hoàng Thân. Rồi Group YouTube chào đón hai bạn Vu Lam, An Lai. Hai bạn vừa đăng ký tham gia hội viên Group YouTube ủng hộ app. Cảm ơn Vu Lam, cảm ơn An Lai. Thần y ở rễ chương 5540 đến chương 5541. Cố nhân của Hạ gia. Cô gái bị tiếng hát của bà lão làm cho bừng tỉnh, nước mắt làm nhòe đi ánh mắt của cô, nhưng cô cũng biết chỗ này không phải là thời điểm bi thương, vội vàng quay người hướng về phía lối ra, liều mạng chạy tới. Thế nhưng cô chạy đi chưa được mấy bước, một thân ảnh to lớn đột nhiên rơi xuống ngay trước mặt, chặn đường đi của cô. Cô gái đột nhiên run rẩy, đôi mắt trong veo điên cuồng co giật, chợt vật ngẩng đầu nhìn lên. Thân ảnh to lớn ngay trước mặt rõ ràng là con vượn kia. Chỉ thấy con vượn cao hơn 3 mét này, toàn thân trên dưới đều bị máu tươi thấm ướt. Một đôi mắt đỏ ngầu cách cao nhìn chằm chằm cô gái. Một luồng khí trắng dày đặc thoát ra từ trong miệng đầy răng nanh của nó. Hiển nhiên trí thông minh của nó không hề thấp. Nó dường như không muốn thả cho bất cứ người nào chạy thoát. Thấy cô gái chạy trốn nên trực tiếp bỏ qua bà lão, hướng về phía này chặn đường. Cô gái triệt để bị dọa sợ, ngơ ngác đứng im tại chỗ, thân thể căng cứng, phảng phất như giờ phút này không còn thuộc với mình, căn bản là không cách nào khống chế được thân thể. Súc sinh, có bản lĩnh chiến với ta một trận. Bà lão rống to, nhưng con vượn căn bản không để ý tới bà lão. Nó còn chút do dự, vùng lên cái gậy xương kinh khủng kia, vì muốn đem cô gái trước mặt nện thành đống thịt nát. Cô gái bị dọa đến trực tiếp nhắm chặt hai mắt. Nhưng ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một tiếng bước chân trầm thấp mà hữu lực đột nhiên vang vọng tại bên trong thiên thần đạo. Con vượn kia giống như bị cái gì đó kích thích, đột nhiên quay người, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm về bóng tối phía trước. Cô gái cũng sững sờ mở ra hai mắt nhìn về phía đó. Chỉ thấy một thân ảnh mặc áo choàng chậm rãi đi tới. Đây là đôi mắt trũng sâu của bà lão có chút ngốc trệ, là người lúc trước để liên tiếp đánh bại vô số cao thủ đại hội trên đôi đài kia. Cô gái hơi sửng sốt một chút, sau đó cực kỳ kích động. Tiên sinh, xin hãy cứu lấy chúng tôi. Người mặc áo choàng ngẩng đầu, đưa mắt nhìn tình huống bên này, sau đó dịch chuyển đi ánh mắt, hướng về một phương hướng khác rời đi. Cô gái ngây người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Nhưng bà lão vẫn chưa từ bỏ ý định, nghiến răng hét lên. Vì đại nhân này, tôi không cầu cậu có thể cứu lão thân. Nếu cậu có thể mang đi tôn nữ của tôi, thì Hạ gia Yến Kinh chúng tôi ngày sau nhất định sẽ khâm tạ. Hạ gia Yến Kinh sao? Người mặc áo choàng bỗng nhiên ngừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía bà lão. Hạ Quốc Khải là gì của bà? Bà lão sững sờ, cậu biết lão đồng tử nhà tôi sao? Lần đại hội này tại sao ông ta không đến? Người mặc áo choàng bình tĩnh nói. Bà lão trầm mặc một lát, lắc đầu. Lão đồng tử ngược lại là muốn đến, nhưng lần đại hội này khác với những lần khác. Ông ấy nói vì một vị cố nhân, ông ấy không tiện ra mặt. Tôi hiểu rồi. Người mặc áo choàng gật đầu, nhưng con vượn không đủ kiên nhẫn chờ bọn họ nói chuyện phím. Sau một tiếng gầm đầy hung tợn, cái gậy xương cực lớn trực tiếp hướng về phía cô gái đập tới. A! À! Cô gái hoảng sợ hét lớn. Nhưng tại nháy mắt, cái gậy xương sắp đánh trúng đầu cô gái, người mặc áo choàng trực tiếp như thuấn di đã xuất hiện tại trước mặt nó. Một tay giơ lên trực tiếp khống chế cái gậy xương. Trong phút chốc, cái gậy xương không cách nào hạ xuống được. Lực lượng kinh khủng thuận theo bàn tay người mặc áo choàng kia hướng về bốn phía tuôn ra. Cái gì? Đôi mắt bà lão trợn lớn, giống như muốn lồi ra khỏi hốc mắt. Lực lượng kinh khủng của con vượn này bọn họ đã từng được trải nghiệm, nhưng người mặc áo choàng này thế mà một tay để có thể khống chế. Lão đầu tử từ khi nào quen biết được cao nhân khủng bố như vậy được chứ? Bà lão thì thầm nói. Mày hẳn là nghe hiểu được tiếng người đúng không? Lúc này người mặc áo choàng đột nhiên hướng về phía con vượn thốt lên.
Đôi mắt đỏ ngầu của con vượn hiện lên một tia bối rối, nhưng sau đó lại là gào thét. Đột nhiên nó phát lực, muốn ăn cây gậy xương rút chạy từ trong tay đối phương. Là đại hội phái mày đến giết người đúng không? Người mặc áo choàng hừ lạnh, đột nhiên phát lực. Cây gậy xương lập tức bị năm ngón tay anh bóp nát. Con vượn hiển nhiên là không ngờ tới có người lại có thể dùng tay không bóp nát cây gậy xương của nó. Khuôn mặt hung hãn đầy máu của nó cuối cùng cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Không chờ nó kịp phản ứng lại, người mặc áo choàng một chân đã trực tiếp quét tới. Ầm! Toàn bộ cơ thể con vượn bay về phía sau, hung hăng đập vào trên vách đá, phát ra tiếng vang ầm ầm chấn động. Bà lão, cô gái cùng mấy người hạ gia còn sống sót đều trợn mắt háo mồm nhìn xem cảnh tượng này, đầu óc ong ong chấn động. Người này không phải là quá mạnh hay sao? Ở trước mặt đám người, con vượn tự như một sát thần, tại trước mặt người mặc áo choàng là dễ bị tổn thương như thế hay sao? Con vượn đau đớn gầm lên, giãy giụa đứng dậy, lập tức phẫn nộ phóng về phía người mặc áo choàng, điên cuồng cua quào hai tay để tiếp tục tấn công. Thế nhưng là thân ảnh người mặc áo choàng lại rẽ lên, dễ dàng tránh được đòn công kích của nó. Nếu mày không nói, mày cũng đừng trách tao. Người mặc áo choàng thanh âm băng lãnh, nháy mắt liền ra tay. Một kích tựa như tia chớp quất thẳng vào bụng con vượn. Thân hình to lớn của con vượn lại lần nữa bay đi, nặng nề đập vào trên vách tường, đá vụn rào rào rơi xuống. Người mặc áo choàng từng bước một đi về phía con vượn bị ngã trên mặt đất. Trên thân tản ra một cổ huy áp cường đại. Con vượn giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng phát hiện ra tại dưới cổ uy áp này, vậy mà nó không cách nào động đậy. Rốt cuộc con vượn không kiềm chế được nữa, bắt đầu la hét ầm ĩ. Trong lúc mơ hồ có thể nghe được tiếng kêu tha mạng của nó. Quả nhiên là biết nói tiếng người. Người mặc áo choàng nhàn nhạt nói: loại vượn này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, và sự xuất hiện của nó tại nơi này chắc chắn là có liên quan tới đại hội. Việc nó hiểu được bản chất con người, nói được ngôn ngữ của con người là điều không hiếm lạ gì. Đại hội đến mày tới giết bọn họ sao? Người mặc áo choàng nhàn nhạt hỏi. Trong mắt con vượn lóe lên một tia sợ hãi, đột nhiên ngậm chặt miệng không chịu nói một lời. Thôi vậy. Người mặc áo choàng đột nhiên đưa tay dự định kết liễu con vượn. Đúng vậy. Con vượn đột nhiên hét lên. Người mặc áo choàng ngừng lại động tác. Vô duyên vô cớ giết bọn họ làm cái gì chứ? Đại hội cùng những người này hắn là không có ân oán gì. Nói đúng ra đại hội phải lợi dụng lực lượng của những người này mới đúng, mà tại sao lại phải giết bọn họ chứ? Tuy nhiên con vượn lại không nói gì nữa, mà tiếp tục khoa tay múa chân, không ngừng chỉ ngón tay về phía vết đất trên tường. Lúc trước con vượn là từ bên trong khe nứt này chui ra. Bên trong có cái gì? Người mặc áo choàng nhìn chằm chằm khe nứt, âm thanh ngưng trọng thốt lên. Con vượn kêu lên một cách kỳ lạ, nhưng không thể hiểu được nó có ý gì, chỉ là không ngừng chỉ về phía khe nứt kia. Người mặc áo choàng trầm mọc lát, lạnh lùng quát khẽ. Dẫn đường. Con vượn lúc này bò dậy, hướng về phía khe nứt kia đi đến. Vị tiên sinh này, cậu đến tụt cùng là người phương nào? Thấy người mặc áo choàng muốn đi, bà lão vội vàng hỏi thăm. Biết tôi là ai, đối với các người không có chỗ tốt gì. Đại hội không phải là nơi nên ở lâu, tôi khuyên mọi người nên mau chóng rời đi đi. Người mặc áo choàng ngừng lại bước chân, nghiêng đầu quát khẽ. Bà lão khẽ giật mình, đột nhiên bà ta giống như nghĩ đến điều gì đó, vội vàng đứng lên, cúi đầu thật sâu trước người mặc áo choàng. Đại ân đại đức của tiên sinh, hạ gia chúng tôi tuyệt đối sẽ không quên. Hạ gia sẽ ở tại Yến Đô chờ tin lành của tiên sinh. Người mặc áo choàng không nói thêm gì nữa, bước bắt con vượn tiến vào khe nứt trên tường. Rất nhanh, một người một vượn đã không còn tung tích. Bà nội, vị kia đến tụi cùng là ai vậy chứ? Cô gái chạy tới đợi lấy bà lão hiếu kỳ hỏi. Vị kia đích thực là một vị cố nhân của hạ gia chúng ta. Về phần thân phận của cậu ấy, không nên đề cập tới, cũng đừng hỏi đến nữa. Bà lão thất vọng nói, nhưng bên trong hai mắt hõm sâu lại che kín vẻ lo lắng.